came onto Orlando is now boarding here at B12. 1755, Orlando, Hartford, Orlando, boarding at B12. Thank you. Giờ này chúng tôi đang ở phi trường chờ chuyến bay tiếp theo để đi đến cái nơi mà mình gọi là tạm đến. Thật ra bây giờ tôi xin phép là live stream như nhẫn để tôi có một chút quán chiếu cái gì thử xem có phải là dòng đời nó có quá nhanh không. Bây giờ như bây giờ có người ai cũng muốn đi cho thật là nhanh hết, thấy không? Người ai cũng muốn đi cho thật là nhanh hết. Từ già cho tới trẻ, từ khỏe cho tới yếu, từ nam tới nữ, cuộc đời người ai cũng muốn đi thật là nhanh. Chúng ta đi về đâu thưa quý vị? Đó là cái câu hỏi mà tôi nghĩ là nó mang cái đậm chất triết lý. Bây giờ tôi với các vị mình đi nhanh đi về để về đâu? Mọi người chúng ta muốn đi cho thật nhanh để về đâu? Tôi xin để cái máy quay để các vị thấy cái ai cũng muốn đi thật nhanh đó. Ở Mỹ đi thật nhanh, nói thật nhanh. Rồi đặt lại vấn đề câu hỏi là chúng ta đi nhanh, mọi việc nhanh như vậy để về đâu? Và coi nè, tất cả những ai là Phật tử chúng ta thử quán chiếu lại cái lời tôi vụ về đơn sơ mà quý vị thử suy nghĩ coi, chúng ta đi nhanh để về đâu? Đường đời muôn vạn lối, đi nhanh để về đâu? Nơi đây trừ nơi đây, nơi đây là nơi đây, đi nhanh để về đâu? Khi mà ngồi ở phi trường thấy ai cũng rộn rã đi thật nhanh này. Thế rồi tôi có nhiều sự suy nghĩ lắm thưa quý vị. Cứ âm thầm mà tôi bây giờ với ai cũng muốn đi nhanh để về đâu. Cái cuộc sống con người ai cũng muốn nhanh nhanh để đi đến đâu. Thế tôi nghĩ đó là cái câu khó ai có thể giải đáp một cách hoàn thiện, phải không nè? Mình hỏi theo tinh thần đạo Phật, chúng ta đi nhanh để về đâu? Ai cũng muốn đi nhanh, tôi cũng muốn đi nhanh. Chứ không riêng gì mọi người, mà trong đó có bản thân tôi cũng muốn đi nhanh. Vậy đi nhanh để về đâu? Bắt đầu từ 1-2 ngày hôm nay thì có lẽ chuyến máy bay nào là cũng đắt đỏ hết, bởi vì xăng nó lên giá quá rồi. Xăng nó lên thì chuyến máy bay nào nó cũng đắt đỏ. Khi các vị đi ra phi trường á, và các vị muốn cái điều chắc ăn nhất là chúng ta thường xuyên cập nhật coi cái chuyến bay của mình. Thì khi mà ở trong phi trường rồi thì tôi chỉ nhớ hai chữ là đề ba thôi.
không cần coi tiếng này mà coi tiếng này đề ba này, coi cái địa danh mình tới, coi tiếng đề ba là chắc ăn nhất. Đề ba chuyến bay của chúng tôi, chuyến bay tiếp theo là một ngàn mấy đây, quá nhanh quá ha. Ôi và rất nhanh. Bốn giờ năm phút bây giờ là 3 giờ 31 phút. Nghĩa là giờ này thì mình không có rời cái chỗ mà mình vô phi trường được, tại nhiều khi nó có những chuyện gì nó đổi bất đắc cho mình, họ thông báo mình không có ai. À, cho nên giờ này phải đi gần gần cái nơi cái cửa mình bay thôi. Cửa số 6, cửa bay là cửa số 6, phải không? Cà phê cà bắc thì đã uống rồi. Xin chào quý vị nghe, tôi có gì thấy mặt tôi chút nghe. Attention in the terminal, Southwest Airlines has fully boarded flight 1273 with service to Atlanta, heading on to Orlando. Xin chào đại chúng. If you're joining us on this flight, you need to make your way quickly and safely down to gate B10, as we have fully boarded your flight and we do need to accommodate for standby passengers. Thank you. Xin chào mọi người nghe. Chào. Tôi sẽ đặt chút nha. Xin chào hết trơn nghe. Một buổi chiều sắc là đẹp. Nếu tâm hồn chúng ta đẹp. Bây giờ chuyến bay nào cũng đầy hết trên nè, đầy hết trên. Thấy không, tôi nói mọi người đi rất nhanh, ở Mỹ ai đi cũng đi thật là nhanh. Đang đi rất nhanh để cho mọi người thấy cái cuộc sống rất là vội vã. Vừa đi vừa ăn, vừa đi vừa uống, không có thời giờ để mà ăn uống luôn, thì thấy không? Đi rất nhanh. Mọi người thấy cuộc sống hay chưa? Ai cũng đi rất nhanh, đi rất nhanh. Đó, có những cặp vợ chồng lớn tuổi họ dìu nhau đi thấy dễ thương không? Nhìn cuộc đời cho thấy thấy buồn chán ha. Người thì mạnh khỏe,
Những đứa trẻ thơ thì nó hồn nhiên. Nhìn thấy cuộc đời chưa? Đi về đâu? Đặt lại cái lịch giữa đời hôm nay, đi nhanh để tới đâu? Đi nhanh để về đâu thưa quý vị? Đó là tiêu đề mà tôi đặt ra. Ai cũng đi rất nhanh mà đi nhanh để về đâu? And then continue on to Atlanta has begun the boarding process here at E6 Bravo 6. All tonight for passengers for flight 1892. Vội vã đi tới nơi nào? Đi nhanh để về đâu? Cái chưa mọi người thấy không? Đó, quy trường chặt hết trên chứ đâu có trống đâu. Chúng ta đi nhanh để về đâu? Và thật sự cuộc đời ta hỏi về đâu? Ví dụ ta nói là ta về nhà, ta đi tới nơi này, nơi kia, nhưng mà rồi cũng đâu phải là cố định đó đâu. Thân vô thường, chỗ ở vô thường, hoàn cảnh vô thường, cuộc sống vô thường, gá thân mộng mà như Sơn Thanh Từ đó là chúng ta là gá thân mộng. Tất cả đều là mộng. Nhân sinh bất tuế như sự mộng, ly hợp ly quan tạ hí văn, là người trăm tuổi cho giấc mộng ngày xuân. Đó, thế thì sao? Vì mà ta cứ vội vã, ta mong đi nhanh, ta mong mọi việc nó tới nhanh, ta mong thành công nhanh, ta mong giàu có nhanh, ta mong địa vị nhanh, cái gì ta cũng mong nhanh, nhưng mà thật sự ai biết cái nhanh đó để rồi đi về đâu? Chúng ta đi về đâu? Đó là cái tiêu đề. Đi nhanh, mong mọi cái việc nhanh, giàu có nhanh, công danh nhanh, chức tước mau lên nhanh, tuổi tác lớn nhanh, mọi việc nhanh đó, nhưng mà nhanh nó để về đâu? Về hố sâu à? Về hố sâu của đáy mộ, hay là về lò quá thiêu đây? Mà sao ai cũng đi nhanh quá, như có tài kỷ tiêu cũng muốn đi nhanh. Mà nhìn cái sự vội vã thấy không? Nhìn như 100 người là mình thấy vội vã hết 90 người hơn rồi thấy không quý vị? Ai cũng muốn nhanh hết. Về đâu? Chúng ta nhanh để mà về đâu? Đó là cái tiêu đề. Thôi, chào hết quý vị nha. Chọc quý vị một chút vậy thôi. Rồi huynh đệ mình có nhanh không? Mình có muốn nhanh không? Rồi muốn nhanh để mình về đâu? Chúng ta có muốn đi nhanh không? Chúng ta có muốn giàu có nhanh không? Chúng ta có muốn hạnh phúc nhanh không? Chúng ta có muốn chức tước nhanh không? Tất cả nhanh để về đâu? Nhanh để về đâu thưa quý vị? Nhanh để về đâu? Attention in the terminal, we're looking for passenger Nathaniel Green. If your name is Nathaniel Green, please go and check with any customer service agent that you see at any gate. You are being searched for a while. Nathaniel Green, please go at any customer service agent that you see at any gate. We're paging for Nathaniel Green once again. If you hear us, Nathaniel Green, please go to any customer service agent that you see at the gate. Thank you. Về đâu? À, tôi đi Atlanta, đi tới 4 hôm. Đang ngồi chờ chuyến bay thứ 2 ạ. Có nhanh để về đâu thưa quý vị? Thấy không? Bạn nhìn nhanh hết không? Thôi, chào đại chúng nha. Chúc đại chúng ở châu Mỹ có một buổi chiều thật là tuyệt vời, một buổi tối thật là happy. Là chúng ở quê nhà ở Việt Nam có một buổi sáng đó bình minh thật là tươi đẹp sáng soi.
Attention in the terminal. This will be a last and final boarding call for flight 12.